Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình thì chuyên mua bán thẻ cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về ít mẫu sản phẩm thẻ cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý thẻ cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và mấy hôm nay thì nhà mình là bận công việc riêng một chút mà mình không lên clip thường xuyên được thì là mong các bạn thông cảm. Thì hôm nay nhà mình về được mấy mẫu máy thì các bạn lại xem và ủng hộ shop mình các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, con Samsung Note 10 cộng 5G các bạn nhá. Đấy, Note 10 cộng 5G. Hôm nay nhà mình về được một con siêu phẩm này. Thời điểm nó ra mắt con này thì là mấy chục triệu các bạn nhé. Đấy. Con này của nhà mình thì là ngoại hình cực kỳ là đẹp các bạn nhá. Đấy ạ. Con Note 10 cộng 5G này, ngoại hình con này cực kỳ là đẹp, ngoại hình trên 90%. Máy đẹp leng keng xà beng các bạn nhé. Thì là con này thì là máy của nó thì là màu của nó là kiểu dạng kiểu đa sắc ấy. Nó hao giống kiểu đa sắc này. Đấy. Nó hao giống là cái sắc nhưng mà nó nhiều màu hơn các bạn nhé. Ánh tím, ánh kim các kiểu này các bạn nhìn nghiêng đấy. Rất là nhiều màu các bạn nhá. Thì mình sẽ xem sơ qua về cấu hình con chi tiết con như Samsung gì nhỉ? Note 10 cộng 5G đấy các bạn nhá. Thì là xem là phiên bản gì và bao nhiêu ghi các bạn nhá. Và cấu hình xem các bạn nhá. Đây ạ. Nhanh lắm, RAM nó là RAM hình như là RAM con này 12GB các bạn ạ. Đây. Thì là đây, Galaxy Note 10 cộng 5G thì là con này của nhà mình là phiên bản Hàn, một SIM một sóng nhá. Đấy. Con này của nhà mình là phiên bản Hàn, một SIM một sóng. Con này thì là chưa lên 2 SIM. Đấy, nếu mà các bạn nào mà cần lên 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM cho các bạn nhá. Đấy. Mặc định máy Hàn về Việt Nam nó sẽ là một SIM như này các bạn nhá. Còn hình như là con Note 10 cộng 5G này nó lên được 2 SIM nhá. Bạn nào mà cần lên 2 SIM thì mình sẽ coi như là hỗ trợ lên 2 SIM cho bạn, coi như là phí lên 2 SIM coi như là 50.000 các bạn nhá. Và cấu hình con này thì mình sẽ xem qua về cấu hình con Samsung Note 10 cộng 5G này cho bạn nhá. Cấu hình con này là RAM của nó là RAM 12GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Đấy, nó như kiểu là con S10 5G là nó là RAM 8 thôi. Con này là tận kênh cao hơn tận 4GB RAM các bạn nhá. Màn hình của nó là tràn viền 6.8 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K cộng các bạn nhé. Nói chung là cái màn hình 2K thì nói chung là các bạn cực kỳ tuyệt vời luôn. Dòng Note con này là quá là siêu phẩm rồi các bạn nhé. Thì con Samsung Galaxy Note 10 cộng 5G này thì là đây, rất là đẹp, ngoại hình cũng rất là đẹp với các bạn nhé. Nói chung là chỉ thiếu mỗi hộp thôi là các bạn thả hộp vào là thành máy mới các bạn nhé. Nói chung là những sản phẩm là Galaxy của Samsung này các bạn mua các bạn này thì đáng đồng tiền với gạo nhé. Thì hôm nay nhà mình về duy nhất một chiếc này các bạn nhé. Màu này là màu xanh xanh kiểu đa sắc, rất là đẹp các bạn nha. Đấy. Đấy. Và con này thì nó là pin của nó là pin hơn 4000. Và con này của nó là chip Exynos 9820 sao ấy. Hình như con này là chip 9820 các bạn nhé. Thì là sản phẩm là Galaxy coi như là Note 10 cộng 5G này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 8.800.000 nhé. Đấy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ thanh lý bạn giá con này là Note 10 cộng 5G 8.800.000. Bạn nào muốn lên 2 SIM ấy thì là các bạn cộng cho mình 50.000 thì mình sẽ lên 2 SIM cho các bạn nhé. Đấy. Sản phẩm bên mình thì bán ra thì là có tặng kèm coi như là sạc cho bạn nhé. Còn sản phẩm nào có ốp thì mình sẽ tặng luôn ốp cho các bạn nhé. Đấy. Dòng Note sẽ có hỗ trợ cái bút này, các bạn bấm bút thôi sẽ là chụp ảnh rất là tiện lợi nhé. Đấy. Này các bạn chỉ bấm bút là chụp ảnh thì sao ấy. Con này thì mình cũng chưa khám phá hết tính năng của nó hay sao. Nó nhiều tính năng lắm. Này. Nó nhiều tính năng lắm. Đây dòng Note các bạn chỉ bấm bút thì nó sẽ chụp ảnh, nhiều tính năng lắm. Lúc nào ấy các bạn phải cài đặt này. Đây. Nói chung là nhiều tính năng lắm. Nói chung là cái dòng này các bạn về có như là phải trải nghiệm nhiều thêm các bạn nhé. Đấy. Nhiều lắm đấy. Đây mình để tận bút xa xa đấy các bạn nhé. Đấy. Mình để bút tận xa xa các bạn chỉ bấm bút thôi. Camera rất là sắc nét luôn. Đấy. Bấm bút sẽ là chụp ảnh nhé. Rất là sắc nét luôn. Đấy. Đấy. Rất là nét này. Các bạn nhìn zoom này. Úi dồi. Zoom không bị vỡ hình các kiểu các bạn nhé. Zoom cực kỳ là nét luôn. Nói chung là dòng Note các bạn đây, các bạn nhìn ảnh màn hình của nó thiết kế rất là đẹp các bạn ạ. Nói chung là các bạn này, nói chung là các bạn mua con Note 10 cộng 5G này các bạn đáng đồng tiền bất gạo các bạn nhá. Đấy, giá bên mình sẽ thanh lý bằng giá chỉ với giá có như là 8.800.000. Thì con này nó chỉ là hỗ trợ coi như là cổng sạc của nó là cổng sạc tai C các bạn nhá. Không có jack tai nghe 3.5. Đấy, bản Hàn, nguyên bản, một SIM một sóng. Bạn nào mà cần lên 2 SIM thì là các bạn cộng cho mình trước là 50.000 thì mình sẽ lên 2 SIM luôn cho bạn nhá. Còn các bạn nào mà dùng một SIM các bạn cứ để nguyên coi như là một SIM như thế để dùng các bạn nhá. Đấy, giá chỉ với giá 8.800.000 cho các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là tiếp theo nhà mình S10 5G. S10 5G thì nhà mình lúc nào cũng đủ màu để các bạn lựa chọn nhá. Đấy. Galaxy S10 5G hàng siêu thị thanh lý đấy các bạn nhá. Đấy, Galaxy S10 5G hàng siêu thị thanh lý, máy đẹp leng keng.
Thì là sản phẩm là Galaxy S10 5G này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cấu hình chi tiết cho các bạn. Thì là bọn này thì mình sẽ đủ màu nhá. Đây là màu này là màu Retogon các bạn nhá. Đấy, màu này là màu đa sắc này. Và màu này là màu xám đen. Nói chung là S10 5G mình lúc nào cũng đủ màu nên các bạn cứ yên tâm. Và mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết con S10 5G này. Thì con dòng S10 5G này thì cũng là phiên bản của nó là gì nhỉ? Phiên bản Hàn nhé. Dòng này nó chỉ có mặc định coi như là một SIM, nó sẽ không lên được 2 SIM các bạn nhé. Và cấu hình con này thì là của nó là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Với con coi như là RAM con này, bộ nhớ thì nó bằng cái con đấy này. Bộ nhớ thì nó bằng cái con Note 10 cộng 5G này, nhưng mà cái RAM của nó là thua các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà cái nút nguồn của nó thì lại ở bên này. Nhiều khi các bạn bấm quét bên này thì rất là tiện. Cái con lớp 10 thì lại nó là cái nút nguồn là làm luôn bên này. Các bạn bấm bên này thì là không phải quàng tay sang bên này nhá. Đấy, nó có cái hay của nó các bạn nhé. Các bạn bấm đây. Đấy, mà cầm con này thì các bạn cầm dòng lót, nó chung là sang. Nói chung là dòng S đẹp cơ. Đấy. Đấy, hàng nào thì cũng như hàng nào thôi, đẹp quen các bạn nhá. Đấy. Con S10 5G hàng siêu thị thanh lý này. Nhưng mà được cái là dòng S10 5G này nó hỗ trợ coi như là cổng sạc coi như là jack tai nghe là 3.5. Các bạn cắm jack tai nghe 3.5 bên ngoài thì cực kỳ là ok các bạn nhé. Đấy. Và con S10 5G này thì mình sẽ nói sơ qua về dung lượng pin. Dung lượng pin con này của nó là pin 4500 và màn hình của nó là tràn viền 6.7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Con này cũng như màn hình con này thôi, nhưng mà màn hình con này là gì nhỉ? 6.8 các bạn nhé. Còn Note 10 cộng 5G này là 6.8 các bạn nhé. Nói chung là cái loa thì bọn này nó như nhau, loa nghe nhạc, xem phim thì cũng như nhau các bạn nhé. Camera thì nó cũng tương đương, không khác nhau gì là bao nhiêu các bạn nhé. Và sản phẩm là Samsung S10 5G hàng siêu thị thanh lý này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 6.200.000 các bạn nhé. Đủ màu để các bạn lựa chọn nhá. Màu đa sắc này, màu xám đen này và màu gold. Đấy, chỉ với giá coi như là 6.200.000 cho bạn nhá. Đấy, 6.200.000 nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là bán ra thì là lỗi đổi mới 1 tuần, bảo hành là 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm. Và sản phẩm bên mình thì là gì nhỉ? Có ship cô 3 miền và hình thức ship cô thì các bạn cứ chọn hình thức cho mình là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thoải mái các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về V50. V50 thì mình giới thiệu iPad đi. V50 thì mình sẽ giới thiệu sau cho bạn nhé. iPad 5 này thì là hôm nay nhà mình về được là tiếp tục về được coi như là 5 cây. Mấy cây kia mình đang sạc pin nhé. Tiếp tục hôm nay mình về được là iPad 5 thì hôm nay nhà mình lại về rất là nhiều các bạn nhé. Đây trên tay mình là sản phẩm là iPad 5 các bạn nhé. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết một con iPad 5 này. Con iPad 5 này của nhà mình thì lô hôm trước thì nhà mình là về là phiên bản là Wi-Fi các bạn nhé. Phiên bản coi như là iPad 5 phiên bản là Wi-Fi. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay này, nhà mình lại về được là phiên bản coi như này là Wi-Fi 4G các bạn nhé. Đấy, cái dòng mà chạy được SIM nó sẽ là thêm một cái ổ SIM ở chỗ này các bạn nhé. Đấy, hôm nay nhà mình lại về được lô này, lô iPad 5. Nhưng mà phiên bản con này thì là phiên bản 4G các bạn nhé. iPad 5 phiên bản 4G. Thì là con này cũng là cấu hình của nó là 16GB các bạn nhé. Đấy, iPad 5 AR1 phiên bản 4G. Đấy, con này thì là bộ nhớ trong con này là cũng là 16GB. Nó như kiểu là con iPad coi như là 5 mà phiên bản nó Wi-Fi nhé. Đấy, bạn nào mà cần SIM ấy, bạn nào mà muốn dùng mà thích iPad mà dùng hỗ trợ cái ổ SIM này thì các bạn có thể là chọn iPad 5 để là về để học online thì cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là theo lời khuyên của mình thì là với thời điểm hiện tại ấy, thì là dịch Covid thì nói chung là sống chung với dịch rồi thì nó còn rất là lâu cơ. Nhưng mà với theo cái lời khuyên của mình ấy, để mà học online để tốt nhất, học được online tốt nhất và trải nghiệm tốt nhất thì các bạn nên mua mình sản phẩm. Nếu mà để học online nhiều ấy, các bạn học online nhiều thì các bạn theo lời khuyên của mình ấy, một người bán hàng và một người chiều, nói chung là một người trải nghiệm nhiều ứng dụng nhất và tải nhiều ứng dụng nhất cho các bạn, thì mình lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua sản phẩm iPad 5 các bạn nhé, để học online. Nói chung là nếu các bạn học mỗi Zoom không thì các bạn có thể chọn iPad 2, 3, 4 cũng được. Nhưng mà nếu các bạn học nhiều ấy, các bạn học nhiều chương trình ví dụ như đời mới, học English chẳng hạn, hay là các cái gói mà học tiếng Anh chẳng hạn ấy, tiếng Anh của nhà trường mà đề ra ví dụ mà hơn 1 triệu đấy, những sản phẩm iPad 3, 4 hay là 2 ấy, thì nó tải ứng dụng đấy nhiều khi là rất vất vả. Nhưng mà cái iPad 5 này, iPad 5 là cái OS nó, cái iPad 5 này là cái phần mềm gì nhỉ? Đây, cái phần mềm iOS này, phiên bản phần mềm của nó là phiên bản nó là cao. Đấy, phiên bản iOS của nó cao thì các bạn có thể là tải những cái chương trình học cũng như là mới nhất được mà không phải là
nó nói chung là tải được những chương trình học mới nhất các bạn nhé. Đấy, nếu mà nhà các bạn mà học online mà ít thì các bạn thể chọn là 2, 3, 4, nhưng mà nhà các bạn mà chọn gì nhỉ, nhà các bạn mà dùng iPad dùng để học nhiều ấy, thì các bạn nên chọn cho mình sản phẩm iPad 5 iOS cao lên để các bạn tải ứng dụng thì nó là dễ hơn. Sản phẩm là iPad 3.4 các bạn nhé. Đấy, iPad 5 phiên bản Wi-Fi có cả 4G này các bạn. Thì là cái con bản Wi-Fi thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là cái cấu hình con này thì nó như kiểu là cái con cấu hình con iPad 5 mà phiên bản là Wi-Fi thôi, cấu hình thì nó như nhau. Thì nó được cái là thêm của nó là thêm 4G. Thì là con Wi-Fi thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.5 triệu. Nhưng với con 4G này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.800.000 các bạn nhé. Đấy, con phiên bản là iPad 5 này, phiên bản cũng như là Wi-Fi 4G này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là gì nhỉ? Bán cho bạn với giá coi như là 3.800.000 các bạn nhá. Đấy. Bạn nào mà lấy thêm bao da ấy, bạn nào mà lấy thêm bao da coi như là chùm máy này thì là thêm 150 nữa các bạn nhá. Thì mình sẽ lấy các bạn coi như là bao da luôn các bạn nhá. Đấy. Hôm nay iPad 5 thì nhà mình về rất là nhiều nhá. Nói chung mình để đằng kia mình sạc pin thôi. Tất cả đều là phiên bản là Wi-Fi 4G luôn các bạn nhá. Giá bây giờ coi như là chỉ là giá là 3.800.000 các bạn nhá. Đấy, nếu các bạn học nhiều thì các bạn nên chọn mình sản phẩm là iPad 5 các bạn nhá. iPad 5 thì nó dùng sướng mà iOS đời nó cao thì các bạn nên mua sản phẩm iPad 5 nhá. 3.800.000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được lô này, lô sản phẩm là LG V50. LG V50 này các bạn cũng đã rõ về cấu hình chi tiết rồi. Mình sẽ nói sơ qua về cho các bạn đó các bạn nhé. Cấu hình con LG V50 này là cấu hình của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này là chạy chip chip Snap là 855 các bạn nhé. Chip này gánh game và chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và dung lượng pin của này của nó là pin 4000. Được cái là trang bị con này là màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Nói chung là cái màn hình 2K sắc nét cực kỳ tuyệt vời. Có hỗ trợ coi như là rất nhiều tính năng, mở khóa bằng khuôn mặt và vân tay các bạn nhé. Camera thì là chụp góc rộng góc hẹp rất là ok. LG V50 thì buổi tối ngày hôm nay thì mình về rất là nhiều ấy. Mình nay về được là 4 cây zin đẹp A cộng này. Hôm nay nhà mình về được 4 cây cái loại mà A cộng các bạn nhé. Đấy, hàng zin đẹp A cộng này thì là mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.500.000. Đấy, hôm nay nhà mình về được 4 cây zin đẹp A cộng này. Đấy, hàng này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. LG V50 hàng zin đẹp A cộng thì là con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy, còn cái hàng mà đây có một con này thì nhà mình có một con này là tình trạng của nó bị phẩy lưng các bạn nhé. Mặt lưng của nó thì là hơi bị sức phẩy này. Đấy, hơi bị sức phẩy. Thì là con này thì là màn hình cũng là đẹp kẹt. Đấy, ngoại hình mặt với màn hình thì là đẹp các bạn nhé. Chỉ có như là xước mỗi phần lưng các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Con LG V50 xước lưng này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng này. Về các bạn mua cái ốp nữa là cực kỳ là ok các bạn nhé. Dùng không vấn đề gì cả. Đấy, còn cái loại mà đẹp hơn cái con mà gì nhỉ? Đẹp hơn cái con mà xước lưng này, gọi là chỉ phê phẩy một ít thôi, thì là bọn này thì là sẽ là 3.200.000 các bạn nhé. Này, nhà mình nay thì về là ba mức giá, một loại là zin đẹp A cộng đây, mình có để riêng ra đây là 3.500.000 này, còn con này xước lưng, con này xước lưng của nó thì là 3 triệu các bạn nhé. Còn cái loại này, còn cái loại này thì là mình sẽ thanh lý bọn giá là 3.200.000 các bạn nhé. Loại phê phẩy một ít, bọn này thì mình sẽ thanh lý bọn giá là 3.200.000. Tất cả bên này thì là màn hình đẹp, đều đẹp các bạn nhá. Đấy, bọn này của nhà mình thì đều màn hình sáng đẹp các bạn nhé. Để màn hình trong veo sáng đẹp các bạn nhé. 3.2 triệu thì nhà mình có 4 cây các bạn nhé. 3.2 triệu hôm nay nhà mình về được 4 cây các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn thao lựa chọn nhé. Đấy, nói chung là tùy mức giá. Con này 3 triệu 2 này và 4 cây ở bên dưới này thì là 3.500.000. Bạn nào mà mua về học online mà ví dụ những kiểu mà cần bút máy mà hơi phải vẩy một tí, các bạn phải chọn những hàng này với các bạn nhé. Còn dưới này thì là 3.500.000 cho các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con này LG V40. LG V40 thì nó không khác gì con V50 các bạn nhé. Đấy, rất là giống nhau nhé, giống nhau, nhưng mà cái camera con này thì nó sẽ là lồi và con camera này sẽ là phẳng các bạn nhé. Con LG V40 này thì là cấu hình của nó thì là mình sẽ nói sơ qua, mình sẽ sớt qua cấu hình của LG V40 cho các bạn. Thì cái con V40 thì mình cũng chưa bán lần nào đâu, mình quên mất cấu hình V40. Các bạn đợi mình tí nhá. Đấy, mình sẽ nói sơ cua qua để coi như là LG này. Để mình tìm vào đây các bạn nhé. Mình sẽ xem sơ cua qua LG này V40. Cái con này thì mình cũng ít bán lắm, mình chưa bán lần nào các bạn nhé. Shopee bán đắt phết rồi. Trên Shopee bán toàn 3.7 triệu, sao đắt thế.
AG8 này, V40. Còn này V40 thì là màn hình của nó cũng là 6,4 này. Đấy. V40 thì là cũng là màn hình của nó, mình sẽ xem chi tiết này. Đây. Đấy. Cũng là màn hình của nó là 6,4 inch QHD 2K cộng này, chip Snap là 815. Con này của nó là chip của nó là thua hơn V50 một tí nhá. Đấy, con LG V40 này chip của này là chip Snap coi như là 8 815, RAM cũng là 64GB và bộ nhớ trong con này là mình RAM 6 rồi. Nhưng mà bộ nhớ trong con này là cao mà. Mình vừa nhìn thấy là 128GB sao à? Ở đây này. Con này của nhà mình là 128GB các bạn nhé. Đấy. Con này của nhà mình là 128GB các bạn nhé. Đấy. Con này của nhà mình là 128 RAM 6 này, bộ nhớ 128. Nhưng mà đây thì lại sẽ lại giới thiệu là RAM 64GB. Đấy. ROM 64GB. Đấy. Màn hình 2K. Đấy, RAM 6 bộ nhớ trong là 128GB này. Đấy, hỗ trợ cổng sạc 3.5 này và coi như là jack tai C và 3.5 các bạn nhé. Đấy, vỏ con này thì có là hơi cấn phải theo thời gian các bạn nhé. Viền con này thì là hơi bị cấn một tí thôi. Đấy, còn LG V40 này thì là viền hơi bị cấn một tí. Thì là con này thì là màu đỏ này, thì là bạn nào mà hợp màu đỏ này, các bạn mua con này thì tuyệt vời luôn. Màn hình con này thì đẹp các bạn nhé. Màn hình 2K con này thì đẹp keng luôn. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2,4 triệu nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý giá là 2,4 triệu các bạn nhá. Nhà mình chỉ có một chiếc thôi. 2,4 triệu cho bạn nhá. Các bạn mua về học online thì con này cực kỳ tuyệt vời luôn. Giá cực kỳ là hợp lý, được cái màn hình của nó là 2K ấy. Các bạn dùng màn hình cực kỳ là thích các bạn nhá. Đấy, giá là 2,4 triệu cho bạn nhá. Dòng dây mi thì mình cũng có nhá. Con này là con dây mi, mình sẽ xem các bạn là dây mi gì. Đây mình sẽ xem con này là con dây mi này. Pin con này của nó là pin 5000 rồi các bạn nhá. Nhiều con mình còn chưa chuyển sang tiếng Việt mất. Đấy. Đấy. Giới thiệu điện thoại đi ạ. Đấy. Con này của nhà mình là con này là Redmi 5i. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này của nó là chạy chip Snap là 655 các bạn nhé. Màn hình con này của nó là tràn viền 6,5 inch. Pin con này của nó là pin 5000 các bạn nhé. Con Redmi 5i này, con này vỏ còn cực kỳ là ok các bạn nhé. Đấy. Con Redmi 5i này, con này là vỏ cũng còn lướt cực kỳ là ok. Thì là con Redmi 5i này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Redmi 5i này, RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Con này thì mình sẽ thanh lý giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Con này thì như là có cái ốp ấy. Đây, con này thì là có cái ốp này các bạn nhé. Đấy, con Redmi 5i này thì mình sẽ là còn cái ốp cho các bạn nhá. Đấy, 2 triệu nhá. Và hôm nay thì mình lại về con này, con iPhone 7 Plus nhá. iPhone 7 Plus ấy. Hôm nay nhà mình lại về con iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus thì con này là phiên bản là VN trên A nhé. Con này của nhà mình là phiên bản là VN trên A này, 32GB nhé. Đấy, bản của này là bản VN trên A, là bản của FPT và Thế Giới Động, bản Việt Nam các bạn nhé. Đấy, 32GB. Con này thì mình đã kiểm tra rồi, là mình sẽ bao cho bạn như là main JIT, màn JIT. Màn các bạn này có bị chẳng may mà các bạn về làm vỡ kinh ý, thì các bạn có thể ép lại vô tư các bạn nhé. Và dung lượng pin con này thì là khách cũng đã báo mình là thay một lần rồi, là còn tình hiện trạng còn lại là còn 96% các bạn nhé. Đấy. Còn iPhone 7 Plus là pin còn 96% các bạn nhé. Nói chung là pin 96% các bạn về dùng là xa xả các bạn nhé. Đấy. Thì là tình trạng con này thì là gì nhỉ? Tình trạng con này thì là các bạn ở đây thì là các bạn dùng là vân tay bình thường các bạn nhé. Đập đập là dùng vân tay thường. Vân tay là vẫn zin zin theo máy các bạn nhé. Nhưng mà các bạn vào đây là thêm vân tay là sẽ không thêm được này. Đấy. Mình sẽ thêm dấu vân tay. Đấy. Là không thêm được các bạn nhé. Bình thường là đập đập đây là có vân tay này. Nhưng mình thêm vào đây là thêm vân tay không được. Nếu bạn nào muốn sửa vân tay về, các bạn có thể là đi sửa vân tay các bạn nhé. Đây là nút home zin là mới được như này các bạn nhé. Đấy. Vật lý các bạn bấm bình thường nhé. Đấy, đây là vật lý các bạn bấm bình thường này. Các bạn đập đập xuống đây là vẫn nhận vân tay bình thường các bạn nhé. Nhưng mà mỗi cái là các bạn vào trong coi như là cài đặt vân tay là sẽ là không được vân tay các bạn nhé. Đây, không được vân tay các bạn nhé. Nhưng mà đây là cái home zin theo máy các bạn nhé. Thì là gì nhỉ, con iPhone 7 Plus mà gì nhỉ, mất vân tay này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3,5 triệu nhé. Đấy. iPhone 7 Plus phiên bản VN trên A này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3,5 triệu. Các bạn mua về làm vlog hay là YouTube hay là dùng con 7 Plus chơi game cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy. Giá chỉ với giá 3,500K cho bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì là rẻ nhất của nhà mình, thì là con này là con Samsung Z2 Prime. Con Samsung Z2 Prime này thì là gì nhỉ, 700K các bạn nhé. Đấy.
Samsung Z2 Bright này là 700.000 cho bạn nhá. Các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi hay là ô cực dùng cực kỳ ok các bạn nhá. Samsung Z2 Bright này 700.000 cho bạn nhá. Tặng kèm các bạn một cái ốp nó coi như là dẻo trong suốt thì các bạn nhá. Vừa mới thâu của khách ngày hôm nay xong các bạn nhá. Đấy. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu và review cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình thì các bạn có thể là chọn con mình coi như là S10 5G này và con Note 10 cộng 5G này thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Và đây thì là đây là cái cửa hàng Shopee của mình nhá. Ở trên đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua qua về cái cửa hàng Shopee của mình. Đây thì mình sẽ vào coi như là đây mình có rất nhiều đơn đặt hàng nhá. Đây mình sẽ vào coi như là cái cửa hàng Shopee của mình nhá. Các bạn có thể là vào cái cửa hàng Shopee của mình. Tí nữa mình sẽ để cái link coi như là cửa hàng Shopee của mình, các bạn có thể là vào theo dõi cái kênh cửa hàng Shopee của mình các bạn nhé. Ở đây thì mình có rất nhiều sản phẩm. Tầm này thì nó mạng thì nó hơi bị chậm một tí. Đâm là không loát được hình ảnh các bạn. Đây mình để mình thử sang coi như là đây ạ. Không dùng được các bạn. Mạng tầm này nát quá. Đây. Số của tôi vậy. Và số của tôi thì lại ra sửa hồ sơ này. Này ạ. Tầm này thì rất nhiều đây. Củ sạc chính hãng của LG 18W sạc chung cho các nhiều dòng các bạn nhé. Nhiều vấn đề lắm. Hôm nay thì là mạng kém quá thì đâm mình không giới thiệu các bạn ấy. Bộ sạc đây. Ở đây thì mình có bán coi như là bộ sạc coi như là máy bộ sạc của LG V50. LG V50 là bộ sạc zin 18W thì là 99k các bạn nhé. Các bạn có thể là vào cái link Shopee này các bạn mua phụ kiện để ủng hộ mình các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về định mẫu sản phẩm điện cũ giá rẻ thì mình sẽ review cho bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, bạn nhấc máy lên lại trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi thì là các bạn chúc các bạn cũng như là xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào và hẹn lại clip của tối lần sau các bạn nhé.